Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Honda MXX 2019 dọn thành Simoto tại Việt Nam. Cái chiếc xe được thay đổi gần như là hoàn toàn mới so với cái chiếc Honda MXX 2019 nguyên bản. Khó khăn khi thực hiện bản độ này là phải chờ đợi những món phụ kiện được gửi từ nước ngoài về. Cái chiếc Honda MXX là cái dòng xe con tay chỉ có 125cc, nhỏ gọn, được rất nhiều bạn trẻ lựa chọn để độ với nhiều kiểu dáng thể thao và cá tính. Cái chiếc xe trong kỷ lục này được giành giải nhất trong cái cuộc thi do Honda Việt Nam tổ chức. Phía trước phần đầu đã gây ấn tượng rất mạnh với bộ đèn là hai mắt thiết kế bất đối xứng. Bộ đèn này đến từ hãng Lucas của Mỹ với mức giá là 10.500.000 đồng. Cái phần thép được bắt đèn chính là tích hợp thêm cái đèn báo rẻ, mức giá gần 5.000 đồng. So với những chiếc MX thông thường, bản độ này được hạ thấp trọng tâm nhờ vào việc thay đổi hệ thống chèo. Phía trước được sử dụng cái cặp giảm sóc AACS Lowe's Down có chiều dài thấp hơn rất nhiều lần so với giảm sóc nguyên bản. Kỳ đông nguyên bản cũng được thay thế bằng bộ kỳ đông Composino. Những món đồ chơi gắn trên phần kỳ đông đều đến từ cái hiệu đình đám nổi tiếng như Domino, Rainbow, Kinh Hèn Vân. Ước tính cái khu vực kỳ đông này thôi cũng đã tiêu tốn là gần 31.000 đồng. Phía cấp sau cũng được kéo dài hạ thấp bằng cái bộ phụ kiện của hãng Composino. Bộ mâm trên xe đã gây ấn tượng không kém với gam màu kim loại sáng bóng. Và ở đây là bộ mâm đến từ CNC FPL có mức giá là 45.000 đồng. Để mang đến chiếc xe một cái tông màu trắng đen hoàn chỉnh nhất, người chủ của bản độ hôm nay không ngần ngại chi ra 12.000 đồng để sổ cho mình cái một cái bộ ống xả top lắp Bosu. Cái bộ ống xả mới này có kiểu dáng là cổ điển, cái phần thân được kéo dài và được thu nhỏ lại ở cái đầu khóc. Cái giảm sóc Holin là trang bị không thiếu trên cái hầu hết những dòng xe đậu. Chân chống được tạo một điểm nhấn với cái phần bọc hình dáng đôi dài rất đẹp. Và anh Vũ Nguyên là chủ nhân bản độ hôm nay đã chia sẻ tổng thời gian hoàn thành cái chiếc Honda MX độ độc đáo này là khoảng hơn 2 tháng, trong đó cái thời gian lớn nhất là chờ đợi những món phụ kiện đặt hàng từ nước ngoài về. X1R phát cách trên hơi thở của Yamaha R6. Cái chiếc Yamaha X1R dùng chung cái động cơ khung gầm vốn với chiếc Yamaha X-Ster 154 số. Khác biệt hoàn toàn so với X-Ster chính là cái kiểu dáng nổi bật và cái cụm đèn pha trước mặt nạ như cái kiểu Novo 2 di động trần thể thao. Cái dòng xe này không được nhập Việt Nam nên các tay chơi xe đam mê phải order cái dàn áo và chế thêm đơn cái mẫu X-Ster để thỏa mãn cái niềm đam mê của mình. Trên thực tế, chiếc xe thuộc dòng là X-Ster 155 số, nhưng được chủ xe đổi dàn áo X1R để chế lên cái sườn của những dòng là X-Ster 155 thì chủ nhân của nó phải chấp nhận cắt bỏ các phát sắt zin, sau đó chấm hàng lại những cái phát theo đúng cái dàn ốc của áo X1R. Phần ghi đông chỉ cần là hạ xuống và câu điện đèn xuống là ổn ngay. Trang bị cặp đèn trợ sáng, đây là một cái trợ thủ rất là cần thiết cho những chủ xe muốn chinh phục những cái cung đường đêm thiếu ánh sáng. Bên cạnh đó, cụm công tắc Henriette được tích hợp rất nhiều cái nút tha hồ chủ xe chế cháo và những chức năng phụ thêm cho xe, và không cần đau đầu vì ở vị trí chế công tắc. Trang bị đồng hồ Casio ASN nằm lộ thiên ở ngoài, phong cách này được áp dụng trên những mẫu xe Rush chạy trường. Họ phải núp gió nên vị trí của họ đồng hồ kiểm soát tua máy để dễ sang số. Dàn chân trước được trang bị dầu Morin, một thương hiệu đến từ Thái, rất được em chơi xe Việt Nam ưa dụng. Trang bị heo dầu Rainbow lớn 2 bit ở xứng bắt vào giỏ buộc thông qua một phát heo được làm bằng chất liệu CNC, tạo hình vô cùng sắc nét. Sử dụng cái đĩa chai Yes ở trước, bên cạnh đó còn có một cái mắt đọc km trên giờ của Casio nói trên. Trang bị heo dầu Rainbow logo nhỏ ở phía sau được làm cái phát xoay ngược xuống dưới từ những dòng phân lớn thật thụ. Cái kiểu phát này là vô cùng mắc khi ta làm tầm khoảng là 1 triệu đến 1,5 triệu. Chú heo dầu cũng được cố định vào phát bằng 2 chốc rotate. Như tiêu đề mình đã nói đến thì chiếc xe dùng là cái bô của R6 đem cho em nó thứ hình là to lớn hầm hổ hơn. Tuy nhiên các xe cũng phải làm lãi lại chút xíu mới để dùng cái dòng bộ này. Tuy nhiên do không tìm được cái mâm zin của X1R nên chủ xe dùng là mâm chai Z thay thế cho kiểu dáng làm mâm của hai cái dòng gần như là giống nhau,
chỉ khác đặc điểm của nó là nhỏ và kích thước là bản mâm JS nhỏ hơn so với X1R. Cảm ơn bạn giúp này tiếp, nhớ like, subscribe.